Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng các bác một em ngũ trường siêu mẫu các bác nhá. Em này thì rất là cao cầu các bác nhá, dáng dấp cực kỳ đẹp luôn. Mà đặc biệt em này đấu xòe chơi cánh các bác nhá, đấu xòe đến nan chơi cánh rất là tốt các bác nhá. Đấy, anh của em có thể là chế chim rất là đẹp các bác nhá, từ cái dáng đứng đến bản đuôi rồi là về cả cái cách đứng em nó hot các bác nhá. Và đặc biệt em này thì thuần khoảng tầm 80-85% nhá, 90% rồi các bác. Đấy, chim thì em miêu tả như vậy. Chân cành đào các bác nhá, mỏ dưới vàng, mỏ trên hơi hơi sẫm sẫm màu một chút nha các bác nhá. Đấy, anh em nào bố kết em nói thì alo cho em, số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Đấy, rất là tố chất luôn, ngũ trường các bác nhá. Tiếc là em nó chưa căng hẳn thôi, nếu như nó căng hẳn thì cho đấu thì sẽ ra được đuôi xòe đếm nan và chơi cánh rất là vip các bác nhá. Và chim mà chưa căng hẳn thì em chỉ quay clip hot để cho các bác thẩm thôi các bác nhá. Anh em bồ kết thì cứ alo cho em. Đầu mặt rất là đẹp này các bác ơi. Đấy, các bác có thể thấy đầu mặt rất là đẹp các bác nhá, mắt xanh. Các bác lưu ý là em này thì chưa căng hẳn các bác nhá, nên là cái giọng em nó không ra đều liên tục các bác nhá. Nhưng nếu em này mà căng hẳn thì sẽ rất là hay các bác nhá, rất là ok luôn. Yeah.
nay video đang đủ khoảng 6 phút nhá. Em xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video nhá. Bác nào bố kết em này thì alo em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác.